Chính thức vào ngày hôm nay thì đợt thuế nhập khẩu 10% Mỹ áp lên số hàng hóa Trung Quốc có tổng giá trị 200 tỷ đô la Mỹ có hiệu lực. Thuế trả đũa của Trung Quốc lên hơn 5.200 hàng hóa Mỹ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ cũng đã được áp dụng. Đây là diễn biến leo thang mới nhất trong căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đúng 13 giờ chiều nay giờ Bắc Kinh thì Quốc vụ viện Trung Quốc công bố sách trắng về xung đột thương mại song phương đang diễn ra với Mỹ với tựa đề là sự thật về tranh chấp thương mại Trung Mỹ và lập trường của Trung Quốc. Trung Quốc sẽ không trở lại bàn đàm phán thương mại với Mỹ chừng nào Tổng thống Donald Trump còn tiếp tục các lời đe dọa áp thuế. Đó là tuyên bố cứng rắn vừa được Bắc Kinh đưa ra trong sách trắng. Sách trắng còn đưa ra quan điểm rằng cánh cửa đàm phán luôn mở nhưng sẽ chỉ tiến hành khi hai nước tôn trọng lẫn nhau và không đặt dưới áp lực thuế quan. Hồi tuần trước thì Trung Quốc đã ngừng đàm phán sau khi Mỹ công bố kế hoạch áp thuế lên 200 tỷ đô la Mỹ hàng hóa và còn đe dọa sẽ áp thuế toàn bộ hàng của Trung Quốc nhập vào Mỹ. Nhìn lại diễn biến suốt nhiều tháng qua thì đối tượng chịu tác động đầu tiên sau mỗi nấc thang của căng thẳng thương mại Mỹ-Trung chính là thị trường chứng khoán, dầu hay là kim loại. Tuy nhiên, khi những thị trường này dần bớt nhạy cảm với các thông tin áp thuế được công bố liên tục thì sự ổn định đã dần trở lại. Ở tầng thứ hai thì chịu tác động với quy mô lớn và ảnh hưởng lâu dài hơn chính là những doanh nghiệp trong các ngành chịu mức áp thuế của hai bên. Lấy ví dụ như là từ những doanh nghiệp công nghệ từ thung lũng Silicon của Mỹ vốn phải nhập khẩu nhiều thiết bị linh kiện từ Trung Quốc, họ đang cảm nhận tác động của căng thẳng thương mại ngày một rõ nét. Tim Cook's Touch. Giám đốc điều hành của Apple Tim Cook là một trong số ít những người có thể tạm thời vào nhà nhõm sau khi đã cứu được không chỉ chiếc điện thoại iPhone mà còn nhiều thiết bị thông minh khác của Apple khỏi vòng áp thuế mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Chúng tôi đang cố gắng làm những gì ít ảnh hưởng tới người tiêu dùng nhất. Tuy nhiên, phần còn lại của thung lũng Silicon thì không may mắn như vậy. Chính sách áp thuế mới tuy chưa động tới các mặt hàng tiêu dùng phổ biến như điện thoại và máy tính, nhưng sẽ ảnh hưởng đáng kể tới giá của những sản phẩm điện tử khác như bảng vi mạch hay chip máy tính. Có một số loại thiết bị mà chúng ta không bao giờ tiếp xúc nhưng lại đóng vai trò rất quan trọng trong các sản phẩm công nghệ mà mọi người thường mua. Và có vẻ như Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa muốn dừng lại ở đó, khi từng nhiều lần khẳng định sẵn sàng đánh thuế lên tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, gây sức ép buộc các doanh nghiệp phải dịch chuyển dây chuyền sản xuất về Mỹ. Hãy sản xuất sản phẩm của các bạn tại Mỹ thay vì ở Trung Quốc. Hãy bắt đầu xây dựng các nhà máy mới ngay bây giờ. Trong khi Washington tin tưởng rằng chính sách thuế quan sẽ có hiệu quả, nhiều chuyên gia lại khẳng định biện pháp này sẽ phản tác dụng. 90% của các khoản thuế mới đó nhằm vào những giá trị được tạo ra bởi chính người Mỹ. Nói cách khác, nước Mỹ đang đánh thuế lên chính mình. Và trong trường hợp căng thẳng thương mại tiếp tục leo thang, chính những công ty như Apple sẽ là cái tên có nhiều thứ để mất nhất. 21% doanh thu của hãng này hiện đang nằm tại Trung Quốc, một mục tiêu trả đũa không thể rõ ràng và thuận lợi hơn cho giới chức Bắc Kinh. Vâng, và tôi rất ấn tượng với câu nói là chẳng khác nào nước Mỹ đang đánh thuế lên chính mình. Rõ ràng là các doanh nghiệp Mỹ cũng chịu tác động không nhỏ từ căng thẳng thương mại.